Thưa quý thính giả, một trong những nhân vật công khai lên tiếng tố cáo tham nhũng ở địa phương Kiên Giang, đấu tranh cho quyền lợi của những người dân bị thu hồi đất đai một cách bất công là ký giả Trương Minh Đức. Ông đã bị cả hai tòa án sơ và phúc thẩm kết án 5 năm tù giam hồi năm 2008 chỉ vì những hoạt động lên tiếng đòi công lý cho nhiều người khác. Ngày 7 tháng 4 vừa qua, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ ký giả Trương Minh Đức, có lần thăm nuôi chồng gần nhất tại trại giam. Gia Minh hỏi chuyện bà về tình hình mới nhất của ký giả Trương Minh Đức. Thưa bà, thì hiện nay ký giả Trương Minh Đức đã được đưa về ở trại tù nào ạ? Cũng vẫn là cái trại giam của Z30A Tân Lộc, tỉnh Đồng Nai, nhưng có điều giờ anh chuyển ra trại khác. Trại khác là trại nào ạ? Hôm trước thì anh ở cũng cái trại giam đó, nhưng mà nó là ở cái khu 2, bây giờ họ chuyển sang cái khu 4 ạ. Khu 2 thì nó cũng đủ loại tù hết đấy, nhưng mà có điều là chỗ của anh ấy ở trước kia thì nó là một cái khu người ta gọi là tù chính trị ạ. Hôm trước thì các anh ở chung một cái chỗ đó là 42 người, toàn là anh em tù chính trị thôi. Còn bây giờ thì sao ạ? Bây giờ thì họ chuyển anh đến cái khu này thì họ này cho anh ở chung với 60 anh em tù hình sự, có một mình anh là tù chính trị thôi. Và thưa bà, thì cái ngày mà bà đi thăm ông Trương Minh Đức gần đây nhất là lúc nào ạ? Hôm đó là ngày 7. Thì hôm nay là một tuần. Khi đến thì bà thấy tình trạng của ký giả Trương Minh Đức lần này như thế nào ạ? Thì nói đúng hơn thì từ hôm chuyển anh vào chăm ấy thì sức khỏe của anh không có được như hôm trước. Tại vì ăn uống thì nó cũng khó khăn khổ cực hơn lúc ở ngoài K2 ở bên ngoài này. Sức khỏe thì không có được như trước. Thấy anh cũng ốm hơn ạ. Như bạn nói là thấy ốm hơn, nhưng mà rồi tinh thần thì ra sao ạ? Cũng thấy anh ra thăm thì cũng bình thường thôi, nhưng mà có điều là tinh thần thì không có được yên ổn. Là anh nói là trước kia ở trong đó thì ở K2, ở chung với anh em thì tinh thần nó vẫn thoải mái hơn. Còn bây giờ một mình anh thì nó không được thoải mái, mà cũng như công an ấy, thì họ giám sát 24/24. Rồi vấn đề ăn uống ấy thì không có được như lúc trước. Như ở lúc trước ở đây thì sáng ra còn có đầy đủ ăn sáng, ăn cái này kia, còn giờ vô trong mới thậm chí sáng ra nước sôi mà anh muốn có ít nước sôi mà để chế mì, chế cháo, ăn cũng không có. Nó khổ cực hơn gấp 2 lần ở bên ngoài này. Nhưng mà rồi cũng có thông tin người ta nói rằng là khi sống với những cái tù thương phạm này thì cũng có một số người thì họ có hành động thái độ không đúng với ông Trương Minh Đức, thì bà có được nghe nói về điều này không ạ? Cái vấn đề đấy thì em chưa có biết là sống chung như thế nào với những người tù hình sự thì như thế nào, nhưng mà anh cũng nói là bây giờ thì anh đang phải sống chung với 60 anh em tù hình sự trong đó. Nhưng mà như kiểu công an ấy, họ giám sát anh ấy kỹ quá, thành ra trong những cái người tù hình sự đấy thì bây giờ chưa biết cái cách mà họ đối xử với mình ra làm sao. Nhưng mà ngay bây giờ thì không có ai người ta dám nói chuyện với mình hay người ta gần gũi với mình hết. Thậm chí mà anh ấy xin tí nước sôi của mấy những người đó ăn thì còn dư, anh xin họ cũng cho anh, nhưng mà họ cho với một tính cách lén lút chứ họ không có dám mà cho công khai trước mặt mọi người nhìn thấy. Hiện bây giờ thì anh đang bị cô lập, có như là anh bảo là buồn chán, chỉ có sách vở hay báo gì thì dở ra đọc thôi, chứ còn thật sự thì chẳng có ai nói chuyện với mình, mà mình chẳng nói chuyện được với ai. Mà cũng có nhiều khi chắc có lẽ người ta cũng muốn nói, nhưng mà ta thấy công an nó giám sát kỹ quá thì người ta cũng không dám lại gần mình. Nên thật sự giờ anh đang bị cô lập ý, như kiểu mà không có được thoải mái, o ép từng ly từng tí một đấy. Vâng, như bà nói thì là những cái sách báo đó thì ở đâu ạ? Gia đình gửi vào hay là ở đâu mà ông Trương Minh Đức có được ạ? Hôm trước thì ở phía K2 bên ngoài này thì thỉnh thoảng có báo này báo kia đọc. Rồi ở ngoài này thì các anh em còn có ví dụ sách nhạc, viết coi hay anh văn, viết học hay là coi tin học như này kia. Thì bây giờ vào đấy hình như người ta cũng có cho anh cầm ít cuốn sách mà hôm trước em ở nhà em gửi đi vô cho anh. Anh mang vô đó thì anh bỏ rảnh rỗi thì có mấy cuốn sách đấy thì có dở ra đọc thôi. Chứ cũng chẳng nói chuyện được với ai, cũng chẳng ai nói chuyện với mình. Dạ, sách đó là sách gì ạ? Hôm trước thì em gửi cho mấy cuốn tin học, mấy cuốn sách anh văn. Anh vô trong đó chắc anh dở mấy cái đó ra anh đọc đi. Ngoài những cái chuyện đó thì ông Trương Minh Đức còn có chia sẻ những điều gì khác nữa không thưa bà? Anh cũng kể vấn đề ăn uống này kia với em, cũng hỏi là như ở trong thì sống làm sao, thì cái thời gian cũng không có nhiều thì anh cũng chỉ có nói được như vậy thôi, là bây giờ thì phải sống chung với những anh em tù hình sự như vậy, rồi mình thì bị cô lập, không có ai chuyện trò, không có ai ấy. Thì còn công việc thì họ cũng có chia ra, thì anh cũng có làm những cái việc mà
chung với một cái chú em đó nhỏ, thì hai người quét dọn dẹp với nhà cửa sân trướng, quét những ngày kia đó, thì làm những công việc lặt vặt đấy thôi, chứ anh mà nói thật ra mà bắt anh làm những việc nặng thì anh cũng chẳng làm. Thì bệnh tình của ông trước đây ở là có những cái bệnh nào nặng và được chữa trị như thế nào không thưa bà? Trước kia anh ấy còn ở dưới cái trại giam ở dưới Cầu Ván, Kiên Giang á, thì anh bị gãy cái tay ấy, thì ở dưới đó người ta cũng cho đi mổ rồi, nhưng mà thật sự ra thì mổ hai lần, một lần mổ với một lần lấy mấy cái cây inox ở trong nó ra, nhưng mà nó vẫn chưa có vô những cái khớp đúng của nó, nên giờ cái tay nó cũng không có được khỏe như người ta. Thì làm những việc nhẹ chứ làm những việc nặng thì anh không làm được. Lên lúc ở mà ngoài trại ca hai thì những việc nặng những anh em tù chung cũng không có ai để cho anh làm. Còn giờ trong đó thì thật sự giờ thì thấy bảo anh đang đi quét dọn nước với người ta chung vậy thôi. Nhưng mà anh bảo khoảng những lúc lạnh nhất nó còn rất là nhức. Rồi anh thì anh có cái bệnh cao huyết áp nhất, thì cứ thế mà như tinh thần nó không thoải mái, hay là ăn uống nước này kia nó không có thích hợp, hay là ấy, thì bắt đầu huyết áp nó lại tăng lên. Với anh có cái bệnh đường ruột, nó cứ tái đi tái lại. Trước ở dưới Kiên Giang xin đi soi ruột trước thì người ta không cho soi, lên giờ cứ thỉnh thoảng thì nó đau tới đau lui vậy. Xin cảm ơn bà về những thông tin về ký giả Trương Minh Đức ở trong tù mà bà vừa mới chia sẻ với mọi người.